nằm ở vị trí trung tâm thành phố, có địa chỉ tại 221 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Nhà thuốc Thái Bình là địa chỉ đáng tin cậy của người dân nơi đây khi mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Giữ chữ tín và sự tận tâm là kim chỉ nam của nhà thuốc Thái Bình xây dựng trong suốt 20 năm hoạt động. Vì sự tận tâm đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết, nên nhà thuốc Thái Bình đã giành được sự tin tưởng của người dân nơi đây trong suốt những năm qua. Nhà thuốc Thái Bình sở hữu đội ngũ dược sĩ với trình độ chuyên môn cao, luôn tận tâm tư vấn và giải đáp kỹ lưỡng, giúp người bệnh hiểu rõ về bệnh lý, cách sử dụng thuốc, sản phẩm bảo vệ sức khỏe đúng cách, an toàn và hiệu quả cao. Bởi vậy, những sản phẩm được nhà thuốc Thái Bình chọn bán luôn đảm bảo hai tiêu chí hàng đầu là an toàn và hiệu quả. Là nhà thuốc lớn nhất và uy tín tại tỉnh Hải Dương trong nhiều năm, chúng tôi luôn nhận thức được sứ mệnh của mình là hỗ trợ cho người dân trong khu vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. Cho nên nhà thuốc rất khắt khe về vấn đề lựa chọn các đối tác và các sản phẩm bán tại nhà thuốc. Chúng tôi không ngừng đào tạo các kiến thức chuyên môn cho các dược sĩ tư vấn để ngày càng được hoàn thiện và nâng cao năng lực tư vấn. Ngày nay, viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa là những căn bệnh tiêu hóa phổ biến ở Việt Nam do vấn nạn thực phẩm không đảm bảo, lạm dụng rượu bia hay sử dụng đồ ăn nhanh. Chính vì vậy, có rất nhiều sản phẩm ra đời để hỗ trợ nhóm bệnh này. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng có hiệu quả cao và an toàn với người bệnh. Giữa rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ xử lý viêm đại tràng, Lispocolon đã được nhà thuốc Thái Bình lựa chọn nhờ hiệu quả an toàn của sản phẩm mang lại. Có thể nói đây là niềm tự hào của công nghệ Việt, bởi hiệu quả đi đến với sự đột phá của công nghệ bào tử lợi khuẩn Dr. Anh. Lispocolon có tới 3 tỷ lợi khuẩn ở dạng bào tử và có 2 chủng lợi khuẩn ở dạng nước, nên khắc phục được các nhược điểm men vi sinh thế hệ cũ, đây cũng là điều chưa sản phẩm nào có được và chứng minh trên giấy tờ đầy đủ. Nhờ đó, sản phẩm đã giúp nhanh chóng xử lý được các ổ viêm loét, làm liền các vết thương tổn thương của niêm mạc đại tràng, đồng thời còn tổng hợp được các vitamin, sản sinh ra các enzyme giúp cho người bệnh ăn ngon và tiêu hóa tốt hơn. Về độ an toàn thì Lispocolon chỉ chứa bào tử lợi khuẩn mà không chứa bất kỳ tá dược nào khác. Đối tượng được sử dụng phần lớn là người ở độ tuổi trung niên, tuy nhiên phụ nữ có thai và trẻ em vẫn được sử dụng một cách an toàn, hiệu quả. Lispocolon đã được kiểm chứng lâm sàng trên bệnh nhân viêm đại tràng. Lispocolon luôn cải thiện được các tình trạng đau bụng đi ngoài do viêm đại tràng sau khoảng 7 ngày kết hợp cùng với phác đồ điều trị thường quy. Do vậy chúng tôi rất yên tâm cho bệnh nhân sử dụng. Chia sẻ về hiệu quả sản phẩm Lispocolon tại nhà thuốc Thái Bình, người bệnh cho hay: Tôi là Đoàn Văn Hùng, năm nay tôi 34 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Dương. Tôi làm nghề kinh doanh, tôi thường xuyên phải giao tiếp bia rượu để tiếp các đối tác làm ăn. Thời gian trước đây tôi thường xuyên có những triệu chứng đau bụng dưới bên phải và đặc biệt sau khi ăn sáng xong thường xuyên phải đi đại tiện. Các cái triệu chứng đó rất làm cho tôi rất khó chịu và tôi rất chủ quan. Có những lúc tôi đã bị mất ăn mất ngủ vì các cái triệu chứng đau bụng như vậy và tôi quyết định đi khám. Bác sĩ đã kết luận tôi đó là bị viêm đại tràng cấp tính và cần phải sử dụng thuốc. Tôi đã được tìm hiểu rất nhiều các dòng thuốc và đã sử dụng nhưng chỉ được tác dụng trong thời gian ngắn, sau đó lại tái phát. Thế nên tôi đã ra nhà thuốc Thái Bình tại thành phố Hải Dương và được các dược sĩ tại nhà thuốc tư vấn tận tình cho tôi sản phẩm đó là Lispocolon, một sản phẩm mà tôi đã rất là tin tưởng. Sản phẩm này tôi mới sử dụng được có một tháng và tất cả các triệu chứng liên quan đến viêm đại tràng là tôi đã dần được biến mất và tôi đã tiếp tục quay lại nhà thuốc và mua tiếp để sử dụng. Đến nay các triệu chứng về viêm đại tràng của tôi gần như không còn, tuy nhiên tôi sẽ vẫn sử dụng sản phẩm Lispocolon và đặc biệt trong những buổi tiếp khách, tiếp các đối tác trong làm ăn. Không chỉ anh Hùng mà nhiều người bệnh khác tại nhà thuốc Thái Bình cũng có phản hồi tích cực về bào tử lợi khuẩn Lispocolon. Điều này càng thêm phần khẳng định hiệu quả của sản phẩm cũng như sự tin tưởng của người bệnh đối với đội ngũ dược sĩ của nhà thuốc Thái Bình.